một bài toán mà các em học sinh lớp 5 hay đối mặt, đó là tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Mình lấy một cái bài toán ví dụ như sau: một lớp có 40 học sinh, số học sinh nam bằng 3 phần 5 số học sinh nữ. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ? Thì chúng ta có thể giải bài toán này qua 4 bước. Nhất là chúng ta sẽ tìm tổng số phần bằng nhau. Thì ở đây mình có tỉ số học sinh nam và số học sinh nữ là 3 phần 5, có nghĩa là số học sinh nam có 3 phần, số học sinh nữ là có 5 phần. Như vậy thì tổng số phần bằng nhau là 8 phần. Như vậy thì trong 8 phần bằng nhau này đó là nó có tổng cộng là 40 học sinh. Như vậy thì mình sẽ tính số học sinh của mỗi phần, nó sẽ là 40 chia 8 bằng 5 học sinh. Vậy thì mỗi phần có 5 học sinh. Và sau đó mình sẽ tính số học sinh nam. Và số học sinh nam có 3 phần mà mỗi phần có 15 học sinh. Như vậy thì mình lấy 5 nhân 3 bằng 15 học sinh. Số học sinh nữ là 5 nhân 5 bằng 25 học sinh. Vậy thì đáp số của bài toán là trong lớp có 15 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Các em có hiểu bài không?